Đó, thì sau khoảng 30 phút chúng tôi can thiệp từ kéo lưỡi này, từ móc phân này, và cho uống bia này, và trà sát dạ cỏ, massage dạ cỏ này, thì con bò nó đã ăn được rồi. Này có chữa cho em? Chữa rồi gì? Cái bụng này mà. Kéo kéo lưỡi ra em. 3 lít là hóa ở. Vâng, 3 lít cho em. Kiểu như em cái chai này ấy, chai thủy tinh. Chai thủy tinh ấy. Thủy tinh. Phải có chai thủy tinh thì mới đổ được. Bác mua luôn cái chai đi Hà Nội. Xin chào bác. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều bác hỏi tôi là cách xử lý khi châu bò bị chướng hơi da cỏ. Thì chia sẻ với các bác, đây là một con bò chữa đang bị chướng hơi da cỏ của bác ạ. Đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ với các bác đó là cái nguyên nhân vì sao châu bò thường bị chướng hơi da cỏ. Thì đối với bệnh này thường xảy ra khi gia súc ăn nhiều những cái thức ăn dễ lên men, như ăn quá nhiều bã bia này, bỗng rượu chua này, cỏ quá non này, và củ quả dễ lên men. Tiếp theo là các bác có thể là cho ăn quá nhiều cám, hoặc các bác thay đổi thức ăn đột ngột làm cho hệ vi sinh vật không thích nghi được với những cái thức ăn mà các bác cung cấp vào, dẫn đến sinh ra nhiều hơi tích trong dạ cỏ, làm thể tích dạ cỏ tăng lên quá mức bình thường, làm chèn ép các khí quan trong xoang bụng và làm giảm khả năng giải độc của gan, đồng thời thì làm giảm thể tích xoang ngực và cản trở hoạt động của tim phổi, làm cho con vật khó thở và thường bị chết nhanh do gạt thở các bác ạ. Khi châu bò bị chướng hơi thì các bác sẽ quan sát thấy bụng phình to, con vật đau bụng, đứng nằm không yên, và con vật lấy đuôi quất mạnh vào vùng bụng trái. Con vật thở khó, thở nhanh và đi lại khó khăn, mắt thì trợn ngược các bác ạ. Đối với cái cách điều trị bệnh chướng hơi dạ cỏ thì rất đơn giản thôi các bác ạ. Đầu tiên chúng ta phải lấy tay kéo lưỡi con trâu bò ra và sát nước gừng vào lưỡi để ợ hơi ra ngoài được. Công việc thứ hai là các bác phải dùng tay moi hết phân ở hậu môn ra để thông hơi được. Đây chia sẻ bác là đây con này nó bị chướng hơi dạ cỏ. Bác để ý là cái thân người của nó sẽ lệch ngay đó khi nó bị. Đầu tiên các bác để ý là cái hõm da cỏ này các bác này, nhá, hõm da cỏ này nó sẽ bị chướng lên, bởi vì hơi trong da cỏ nó không thoát được khí ra. Này đầu tiên là các bác phải moi hết phân ra. Tiếp theo là các bác phải lấy rơm trà sát ở hõm hông bên trái để tăng nhu động dạ cỏ và ruột để đẩy hơi ra ngoài được các bác ạ. Và sau đó các bác phải cho uống từ 3 đến 5 lít bia hơi lạnh để kích thích con vật ở hơi ra ngoài. Nếu mà cẩn thận hơn cô phải coi đấy. Cô phải lấy xoa theo chiều kim đồng hồ ấy. Từ khi ra nó đá đấy, còn cái đá đấy. Không phải nó đau mà nó có nhiều quan trọng tăng nhu động dạ cỏ, xoa 15 phút thì cháu tức là sau khi mình đã moi phân ra, mình đã kéo lưỡi ra, mình cho uống bia, thì mình phải massage cái dạ cỏ nó để tăng cái nhu động dạ cỏ, giúp bò nó sẽ tức là tránh hiện tượng đó là bị liệt dạ cỏ giai đoạn sau khi con bò bị chướng hơi. Thường thường là sau khi bị chướng hơi là nó sẽ có hiện tượng liệt dạ cỏ. Liệt dạ cỏ nó còn xử lý mệt mỏi hơn so với lại cái chướng hơi dạ cỏ. Đừng có cho cao quá. 15 phân thôi, nghiêng con bò 15 độ thôi, đầu con bò. Cái này đừng có tưởng là cho cao quá là nó không ổn đâu ấy. Anh ạ, nhấc con bò đầu cao quá không được đâu.
nó chỉ có cách mặt đất, tức là song song mặt đất 15 độ. Kéo kéo lưỡi ra, kéo lưỡi ra. Xem trong đấy nó có nước dãi, nước rút gì không? Kéo hết ra. Kéo dài dài ra nó mới thở được. Cái van thì nó mới mở ra được. Nếu các bác phát hiện sớm và điều trị kịp thời á, thì sau khoảng 30 phút con vật sẽ trở lại bình thường. Để con vật nhanh phục hồi và tránh cái hiện tượng liệt dạ cỏ sau khi con trâu bò bị chứng hơi dạ cỏ đó các bác, thì chúng ta phải tiêm thêm 2 đến 3 mũi Trilin B1. Với cái thuốc này á, thì sẽ giúp tăng cái nhu động dạ cỏ. Tiếp theo là các bác phải giã nhỏ tỏi này, gừng này, muối này, rồi pha vào 2 lít nước cho uống ngày từ 2 đến 3 lần, liên tục từ trong 3 đến 5 ngày. Kết hợp với massage dạ cỏ bằng cái cách lấy rơm xoa vào vùng dạ cỏ ngày 2 lần, thì mỗi lần 15 phút các bác ạ. Nếu con vật bị nặng á, thì các bác phải dùng choca dạ cỏ để chọc hơi trong dạ cỏ giúp khí thoát ra ngoài. Chú ý là phải dùng tay bịt choca cho hơi ra từ từ nha các bác. Và nên sử dụng thêm kháng sinh như amoxicillin, Penthrep hoặc Ceftifur để tiêm cho châu bò bị choca dạ cỏ, để chống cái hiện tượng nhiễm trùng kế phát sau khi mình can thiệp choca đó các bác. Trên đây thì tôi vừa chia sẻ với các bác về cách xử lý bệnh chứng hơi dạ cỏ trên châu bò, thì các bác có thể tham khảo và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bác. Và các bác đừng quên like video và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể các bác. Đây chia sẻ với bác là con này á bị chứng hơi dạ cỏ sau khi xử lý xong thì bác này. Bây giờ nó ăn uống tốt rồi. Ăn uống cực kỳ tốt rồi các bác. Con bò này, con bò chửa được khoảng 6 tháng rồi đó. Thì nó bị chứng hơi dạ cỏ. Đó, thì sau khoảng 30 phút chúng tôi can thiệp từ kéo lưỡi này, từ móc phân này, và cho uống bia này, và trà sát dạ cỏ, massage dạ cỏ này. Thì con bò nó đã ăn được rồi. Thì chia sẻ bác là cái này á, là mình muốn trị được nhanh. Thì chia sẻ bác là các bác phải phát hiện ra sớm. Khi nó chớm bị rồi á, bệnh gì cũng vậy, cái gì cũng thế. Là nó khi nó chớm bị rồi thì các bác phát hiện ra sớm thì nó sẽ xử lý được nhanh. Còn nếu mà giả sử như nó căng quá như cái trống rồi thì lúc đấy có thể là can thiệp bằng choca thôi. Hãn hữu với sử dụng choca thôi các bác. Cái xử lý này cực kỳ đơn giản thôi.